Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Chúa phán: khốn cho các ngươi, hỡi những người xây cất mồ mả các tiên tri mà tổ phụ các ngươi đã giết chết. Thật, các ngươi làm chứng và tán thành những hành động của tổ phụ các ngươi. Vì thực ra họ đã giết các vị tiên tri, còn các ngươi thì xây mồ mả cho họ. Bởi đó mà sự khôn ngoan của Thiên Chúa đã nói: ta sẽ sai đến với chúng các tiên tri và các tông đồ. Trong số các vị đó, người thì chúng giết đi, người thì chúng bắt hại, khiến cho dòng giống này sẽ bị đòi nợ máu của tất cả các tiên tri đã đổ ra từ lúc tạo thành vũ trụ, kể từ máu của Abel cho đến máu của Zakaria, người đã bị sát hại giữa bàn thờ và thánh điện. Phải, ta bảo các ngươi, dòng giống này sẽ bị đòi nợ máu. Khốn cho các ngươi, hỡi những tiến sĩ luật, vì các ngươi cất giữ chìa khóa sự hiểu biết. Chính các ngươi đã không vào được, mà những người muốn vào, các ngươi đã ngăn cản họ lại. Khi người phán bảo cùng các biệt phái và tiến sĩ luật những lời đó, thì họ bắt đầu quán ghét người một cách ghê gớm và chất vấn người về nhiều vấn đề, cố gài bẫy người để may ra bắt bẻ được lời gì do miệng người thốt ra chăng. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Ông bà anh chị em thân mến, nhìn lại lịch sử ơn cứu độ, chúng ta phải công nhận rằng từ thời Cựu Ước cho đến thời Tân Ước, ngay cả đến ngày hôm nay, Hội Thánh Công Giáo nhuộm một màu đỏ thắm bởi những giọt máu của các ngôn sứ, bởi dòng máu của các thánh tử đạo và kể cả của biết bao người Kitô hữu bị bắt hại. Một màu đỏ thắm đó dệt nên bởi một tình yêu hy sinh cao nhất và lớn nhất. Thật vậy, lịch sử Hội Thánh Công Giáo của chúng ta từ thời Cựu Ước cho đến hôm nay, quả thực là một lịch sử ơn cứu chuộc mà chính Thiên Chúa phải đổi bằng giá máu. Và những ai đi theo con đường của Thiên Chúa muốn, đi theo Đức Giêsu Kitô, đều cũng phải trải qua một hành trình gian khó như vậy. Có thể nói, chính ngôn sứ Môsê hay Elia đã từng xin Chúa chết đi cho xong. Rồi ngôn sứ Giê-rê-mi-a cũng đã từng thối lui, xin được không làm ngôn sứ nhưng chẳng được. Và cả Gia-ca-ri-a cũng đã bị ném đá trong sân đền thờ cho đến chết. Và rồi vào thời Tân Ước cũng vậy, cũng mang một thân phận của ngôn sứ, đó là dám nói những lời cứng rắn, răn đe, như Gioan Tẩy Giả hay Đức Giêsu Kitô và các tông đồ của Chúa Giêsu Kitô cũng đã bước đi trên con đường số phận của các ngôn sứ đau thương. Vì dám nói những lời tố cáo những thói hư tật xấu của các vua quan,
hay lối sống sa đọa lạc lối của những người đi theo ngẫu tượng của dân Do Thái đã từng phản bội Thiên Chúa. Tin mừng hôm nay mà chúng ta vừa nghe thuật lại cho chúng ta máu của ba ngôn sứ. Máu của Abel, máu của Zakaria và chắc chắn cũng phát họa hình ảnh máu của Đức Giêsu Kitô. Máu vô tội của Chúa Giêsu Kitô đã đổ ra trên thánh giá, trên đồi Canvê chiều thứ sáu tuần thánh. Chính máu vô tội ấy đã đổ ra để không phải đòi nợ máu hay không phải đòi sự trả thù, cho bằng đem đến ơn cứu chuộc và giải thoát cho nhân loại. Thật vậy, máu châu báu của Đức Giêsu Kitô tha thứ kể cả cho những người chịu trách nhiệm trong cái chết của Ngài. Hẳn chúng ta còn nhớ trên thánh giá Chúa Giêsu đã cầu nguyện rằng: Lạy Cha, xin tha cho họ vì họ không biết việc họ làm. Và Đức Giêsu Kitô phục sinh cũng đã cho đi sự tha thứ đó, khi Ngài vẫn mãi hoài yêu thương, Ngài không chấp nhất và không trả thù những ai can dự vào cái chết của Ngài. Chính các tông đồ cũng chia sẻ chén đắng với Đức Giêsu Kitô khi các ngài lần lượt đón nhận cái chết tử đạo. Có thể gợi cho chúng ta nhớ về châm ngôn hay nguồn lực sống của Thánh Teresa Thành Avila mà chúng ta mừng ngày 15 tháng 10 ngày mai, khi Ngài sống với châm ngôn cả cuộc đời hiến dâng cho Thiên Chúa, dù có phải chịu đau thương, thử thách. Khi Ngài luôn luôn tâm nguyện phương châm sống của mình: Lạy Chúa, con vui vì được chịu đau khổ cùng với Chúa hằng ngày. Người Kitô hữu từ bản chất chính là những vị ngôn sứ đang sống trong thế giới chung quanh chúng ta. Thật vậy, chúng ta được mời gọi để trở nên nhân chứng của Chúa Giêsu Kitô, cũng giống như các ngôn sứ thời Cựu Ước mà chúng ta đã nhắc, cũng giống như các tông đồ của Chúa Kitô thời Tân Ước mà chúng ta đã vừa chiêm ngắm. Chúng ta cũng được mời gọi để đánh đổi tất cả, sẵn sàng hy sinh tất cả vì để làm chứng cho Chúa Kitô, làm chứng cho Thiên Chúa trong cuộc sống hôm nay. Để rồi mỗi người chúng ta mong rằng chúng ta luôn luôn biết can đảm dấn thân dù cho phải đối diện những thử thách đau thương thật sự. Hôm nay chúng ta bắt đầu Tam Nhật. Chúng ta dám gọi là Tam Nhật Thánh bởi vì những việc làm thánh thiện hầu kéo ơn Thánh Chúa, hầu nhận lãnh ơn Thánh Chúa, ơn chữa lành của Chúa đến với hội thánh, đến với từng người, đến với mỗi người chúng ta, đến với nhân loại đang cần sự cứu chữa của Đức Giêsu Kitô là Thầy nhân lành, là vị lương y nhân ái, cứu chữa tất cả chúng ta. Chúng ta xin Chúa đỡ nâng chúng ta, đỡ nâng để chúng ta khỏi bị quỵ ngã, khỏi bị bỏ cuộc. Xin Chúa đồng hành với chúng ta để chúng ta khỏi bị cô đơn. Xin Chúa cho chúng ta can đảm để vượt qua cơn thử thách dịch bệnh này, bởi vì chúng ta tin rằng những ai hy vọng nhiều, những ai tín thác vào Đức Giêsu Kitô thì là những kẻ sẽ chiến thắng.